trên băng. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. Máy khoan băng, hộp đồ ăn của cá, cần câu. Hãy cùng lắp cần câu trước khi đi câu cá. Lắp ráp các thành phần: phao, dây câu, vòng chuyển đổi, lưỡi câu, buộc chặt lưỡi câu để bắt được cá to. Cần câu đã sẵn sàng. Hay lắm, đi câu thôi. Loài cá nào sống ở dưới băng? Hãy khoan các lỗ trên băng và bắt đầu câu cá. Đầu tiên, khoan một vài lỗ trên mặt băng. Mắc mồi loại thức ăn cá thích vào lưỡi câu. Đầu câu cá. Cá đã cắn câu. Cố lên. À, chúng ta câu được một chiếc dài. Vẫn còn rất nhiều cá. Bắt chúng đi nào. Rất tốt, chúng ta đã bắt được rất nhiều cá. Bằng bạc dáng. Có loài cá nào ở đây? Hãy cùng câu ở ao. Khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. Găng tay, lưới đánh cá, hộp đồ ăn của cá. Chúng ta hết thức ăn cho cá rồi, hãy làm thêm đi. Cần một ít hạt ngô. Khi đã sẵn sàng, đồ ăn cho cá phải được đặt trong hộp. Đồ ăn tươi cho cá đã sẵn sàng. Hay lắm, đi câu thôi. Có rất nhiều loài cá trong ao, hãy tìm chúng đi nào. Cá nhỏ đang ẩn nấp, hãy bỏ những lá sen ra. Sau đó cho cá nhỏ ăn. Không? Thank you.
bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. À, hãy bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. À, hãy bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. À, hãy bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. Hãy giúp tôi. À, hãy bỏ những chiếc lá ra. Hãy tiếp tục vớt cá. Ồ, chúng ta đã bắt được rất nhiều cá. Bằng bằng. Có nhiều loài cá nước ngọt ở trong ao. Chúng thích chơi dưới những lá sen. Nhiều loài cá thích di cư ra ngoài khơi vào mùa hè và mùa thu. Nhiều loài cá nhiệt đới xinh đẹp sống ở dải san hô ngầm dưới nước. Cá nước lành có thể sống trong nước dưới lớp băng. Có nhiều loài cá nước ngọt.